Đó, hai cha con thấy ghét ghê vậy đó, anh ra chụp hình với em cái mình. Anh ơi, ông xã. Quế, sao luôn? Ông Dũng lấy kẹt đi rồi đi cha. Rồi, dạ bây giờ không lẽ chúng em chờ đợi đâu. Vòng lợi 20.000 đồng, một thẻ cào, chị âm xin lỗi, một phần thưởng trị giá 1 triệu đồng. Chưa biết vào tay ải tay ai, chúng ta nhanh tay thò tay ngọc thọc tay ngà. Tham gia tham dự như tờ tấm lá vé, nhanh tay lẹ chương đằng trước và đằng lúc ở đằng sau. Mọi tờ tấm lá vé, cầu lô tô. Chị có, Lộc ơi, đâu rồi? Xong đưa cho người ta. Trời, người ta đợi kìa. Lẽ đã chị kêu đứng ở dưới đưa cho người ta. Dạ quý vị ơi, với mỗi tờ lá vé lô tô 20.000 đồng và chúng ta sẽ nhận qua cho mình một phần thưởng trị giá 1 triệu đồng. Và lâu lâu thì tụi em từ thành phố Hồ Chí Minh mới về đây phục vụ. Rất mong là nhận được sự ủng hộ từ quý anh chị đang ngồi ở nơi đây cũng như là đang tham quan qua các gian hàng của trung tâm thương mại. Rồi nhanh tay lẹ chung. Rồi nhanh tay lẹ chung luôn quý vị ơi, đằng trước với lần lướt qua đằng sau. Ai hết vé trước thì vô trước, mà ai hết vé sau thì vô sau.
hai đứa hết chéo lượt ra đằng sau bờ ao uống nước ao trừ cơm tối nay khỏi lãnh lương. Và đặc biệt hơn thì chúng em phục vụ cho quý vị 3 đêm. Đêm nay là 30, đêm mai là 31 và ngày kia là 1 tây tháng 2 quý vị. Vòng loại này với tờ tấm lá vé em chỉ phục vụ một vòng loại duy nhất thôi quý vị nha. Chỉ phục vụ một vòng loại duy nhất thôi là 20.000 đồng độc giải phong lì xì trị giá 1 triệu đồng. Nhanh tay lẹ chân luôn quý vị ơi, chỉ một vòng loại duy nhất thôi, không để chúng mình chờ đợi lâu. Bên cho chúng em chuẩn bị tổng kết mở lông cầu kiểu số lẹ lên. Anh ơi cho em nhạc kêu cờ luôn nhanh nha, bắt từ đầu cho em cho quậy sung sung lên nha. Hey! Vâng, và dòng loại này em và Yumi sẽ đứng ở đây rảo mời tất cả quý vị. Và quý anh, của chú anh chị mà phía xa kia mới vừa vào, quý vị chọn cho quà bàn. Quà là phần thưởng của bao lì xì 1 triệu đồng đó anh. Dạ, không mấy thì lấy em đó. Dạ, phần thưởng rất là giá trị cho quý vị. Bên đây chú em thấy vẫn còn chống bàn, chống ghế nha quý vị ơi. Mình chọn cho mình một cái bàn, cái ghế, mình ngồi cho nó khỏe cái chân. Mình chơi lô tô, mình lấy quà tết vui vẻ luôn. Rồi, nhanh tay lại cho quý vị ơi. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con số gì đang à, con số gì đây, số gì đây, số gì đây, 20.000 một vé, một vé 20.000. Bên trên còn rất là nhiều chỗ trống quý vị. Chúng ta alo, tất cả bên trên nhìn em nha. Số gì đây, số gì đây, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con số gì đang à, con số gì đây, số gì đây, nhanh nhanh lên à, lẹ lẹ lên, nhanh cái tay. Rồi lẹ cái chân, cái nhanh cái tay, rồi lẹ cái chân, nhanh cái tay, rồi lẹ cái chân à, nhanh nhanh lên à, nhanh nhanh lên, cùng đi lâu không bây giờ. Chị, chị ơi, chị thối cho em 80 cho cái chị gái nó hả? Thối chưa,
cũng như hôm qua tới nở không bước là giờ bao kẻ mà ước mơ em hãy không hờ em hãy không hờ kẻo không là quý khốn con 14 còn 14 con 14 còn 14 con 14 còn 14 còn 14 số gì đã mấy gì đây à nằm gì đây nằm gì ra cái nằm gì đây nằm gì đây đo đưa đo đấy đo đưa đo đấy đo đưa đo đấy không đưa cũng đấy 57 57 cái 57 57 số gì đây số gì đa hai gì đây cái hai gì đa hai gì đây cái hai gì đa ở dưới quê làm ăn không khá lên Sài Gòn em bán cá chốt 21 21 21 21 là lá cờ hên xin lô ở dừng xe và vừa qua đã có một chị con gái vừa đọc giải 21. Trời ơi, chị đem vàng dữ vậy chị? Thắng thôi chị nhiều rồi cho em cộng dây chuyền không vui gì. Trời ơi, làm lô tô. Trời ơi, làm lô tô là chuyện thôi chứ chị đi xin đồ mới là chuyện lớn em. Gì hoài vậy? 21 vừa điểm kêu qua. Có 1 14 14 có 2 30 30 có 3 57 57 hợp lệ. Vâng, 4 con số hoàn toàn hợp lệ trên tờ lá vé cho quý vị nha. Và vòng lại là 241. Quý vị không tin tưởng thì chúng ta tiến tốt về sân khấu để kiểm tra lại lá vé tương đương với vòng lại tiếp theo. Hai con gấu. Vâng, và vòng loại này chúng ta sẽ trở lại với vòng loại lá vé lô tô 10.000. Chúng ta sẽ nhận qua một chú gấu bông kèm theo là một phần quà chờ giải thưởng trị giá là 200.000 đồng, tương đương với lại giá trị của giải thưởng là 400.000 đồng cho quý vị nha. Quý vị ơi, mau nhanh tay ủng hộ cho tụi em. Với mỗi tờ lá vé lô tô có 10.000 thôi, chúng ta sẽ nhận qua một chú gấu bông và 200.000 cho giải thưởng. Rất mong là mong tất cả quý vị. Cái cạc điện thoại 200.000 nha.